Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 200 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2014 tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào ta ở nước ngoài giữ quốc tịch Việt Nam. Dokeo Bách Khoa Thư Thế hệ mới, một hình mẫu cho biên soạn sách khoa học thiếu nhi ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng 17 tháng 8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 3 năm 2014 và tuyên dương các điển hình làm theo lời Bác tiêu biểu. Tham dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 200 đại biểu thanh niên tiên tiến trong cả nước. Trong 3 năm qua, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể xuất sắc, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác, với nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị, góp phần tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ, thôi thúc hành động yêu nước của hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam. Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, đề nghị các cấp ủy Đảng cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng đối với thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ cả nước sẽ tiếp tục dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn, tiếp bước truyền thống của cha anh, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh vai cùng bạn bè Nam Châu. Tôi rất học tập và làm. Ngày 16 tháng 8, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 45. Lễ giỗ Bác năm nay được tổ chức trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 âm lịch, tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Kim Liên và một số di tích liên quan như nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, nhà thờ dòng họ Hoàng Xuân, quê nội, quê ngoại của người. Lễ giỗ gồm các nội dung truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ đại tế và lễ tạ. Đại diện các ban ngành, đại biểu dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã dâng hoa dâng hương trước anh linh của Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Kim Liên. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, cán bộ khu di tích Kim Liên, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân đã đến dâng hương mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tới dâng hương, dâng hoa lên anh linh của Bác. Thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và dâng lên Bác những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được sau 45 năm thực hiện di chúc của người. Đồng thời cho biết, hiện tại toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của người, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Tiếp tục chương trình thời sự với thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Ebola. Được xác định là cửa khẩu hàng không quốc tế có lượng du khách nhập cảnh vào Việt Nam đông nhất cả nước, chiều 17 tháng 8 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola. Tình huống giả định được đặt ra là trong khi theo dõi thân nhiệt hành khách qua máy đo nhiệt độ từ xa, kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện có một hành khách bị sốt. Kiểm dịch viên y tế đưa hành khách bị sốt vào khu vực kiểm dịch y tế cho hành khách thực hiện khai báo y tế. Qua khám sàng lọc, điều tra dịch tễ, xác định đây là ca nghi ngờ Ebola theo định nghĩa của Bộ Y tế, nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản chuyển viện. Hiện nay thì đang ở trong cái tình huống một thì chúng tôi thực hiện trong cái cơ bản là 4 tại chỗ là chính. Nhưng mà qua ở chỗ sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là các bạn xem ở chỗ bệnh viện nhiệt đới đây thì chúng tôi thấy rằng là ngoài cái công tác đáp ứng về nhân lực nhưng toàn bộ những cái đáp ứng về phương tiện rồi các cái vấn đề cho vận chuyển, rồi vấn đề cho khử khuẩn, rồi vấn đề cho cái đáp ứng cấp cứu bệnh nhân, điều trị bệnh nhân tôi cho rằng tương đối hoàn hảo. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đã được đưa thẳng vào khu vực cách ly riêng. Các bác sĩ và nhân viên y tế tại đây đã được thông báo từ trước và chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Ebola với quy trình đã được chuẩn bị chu đáo.
Song song đó, Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã báo cáo cho các bộ phận liên quan tiến hành các biện pháp phòng chống dịch như khử trùng máy bay, xe cứu thương và các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn cho nhân viên y tế, nhân viên hàng không có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, đồng thời báo cáo ca nghi ngờ nhiễm Ebola cho Cục Y tế Dự phòng, Viện Pasteur, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Những ca đầu mà có vẻ là chúng ta còn đang thấy khó, có vẻ chúng ta còn đang thấy ngỡ ngàng thì sẽ đưa xuống các cái cơ sở khám chữa bệnh có cái trình độ năng lực cao nhất để cho những người được cách ly sẽ thấy yên tâm cũng như là được phát hiện bệnh nhanh nhất, hoặc là nếu không có bệnh thì cũng trở về với địa phương và trở về với gia đình nhanh nhất. Đấy là cái phương án làm sao không để cho phiền hà những người mà chúng ta muốn phát hiện, nhưng khi mà cách ly thì rất là cảm thấy là mình cũng có những cái gì đó mà không vui, thì cố gắng làm sao giải quyết nhanh nhất thì cái kết quả. Phát biểu tại buổi diễn tập, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng cần phải có thêm những trung tâm dã chiến không chỉ trong bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh mà cả trong sân bay Tân Sơn Nhất. Trong tình huống căng thẳng thì có thể sử dụng các cơ sở y tế gần sân bay để làm nơi cách ly. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh ngành y tế từ khâu kiểm định, dự phòng cho đến điều trị cần phải phối hợp chặt chẽ, tránh để lọt bất cứ ca nghi nhiễm nào, từ đó mới có thể hạn chế số ca bệnh lây lan một cách hiệu quả nhất. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua, đã có 13 trường hợp phải khai báo y tế, trong đó 12 trường hợp là hành khách đến từ nước có dịch Ebola là Nigeria. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là một hiệp định thương mại tự do nhiều bên với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khởi động tiến trình đàm phán từ năm 2010, Việt Nam coi TPP là một trong những hiệp định thương mại quan trọng nhất vì nó không chỉ bao gồm các vấn đề liên quan đến việc mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương mại. Hội thảo TPP lợi ích và thách thức mới cho doanh nghiệp diễn ra vào chiều 16 tháng 8 đã cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để chuẩn bị kỹ càng cho việc tham gia vào sân chơi mới với những luật lệ sâu rộng hơn nhiều so với những yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Câu chuyện về lợi ích và thách thức của TPP với các mặt hàng thương mại truyền thống như dệt may, da giày và hàng điện tử đã được đề cập nhiều trong thời gian gần đây. Do vậy, hội thảo lần này mang đến một góc nhìn mới về TPP. Đó là ảnh hưởng của TPP đến các ngành thương mại điện tử, dịch vụ, tài chính hay các vấn đề không liên quan trực tiếp đến thương mại như sở hữu trí tuệ. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam có ý thức tham gia vào các sân chơi như thế này là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng. Chúng tôi có rất nhiều những cuộc khảo sát và đối với chúng tôi thì nhìn nhận TPP là một cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương rất quan trọng. Tuy nhiên, khi gần đây nhất chúng tôi có một cuộc khảo sát với hơn 5.000 doanh nghiệp tại địa bàn Hà Nội, thì hầu như mức độ nhận biết của doanh nghiệp về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đang còn rất yếu kém. Hầu như các doanh nghiệp mới được nhận thông tin cơ bản trên các phương tiện truyền thông thì chưa thực sự hiểu cái giá trị, cái ảnh hưởng, cái tác động rất lớn của TPP đến nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng. Thách thức nhất là chúng ta là thật là các doanh nghiệp Việt Nam rất kém về luật. Mà như tất cả các nước ngoài thì bạn thấy là một doanh nghiệp khi ta ra đời thì đầu tiên ta phải sự tư vấn của luật sư. Ở Việt Nam thì chúng ta hầu như làm tắt và tự thành lập và tự làm. Đến khi doanh nghiệp ra chúng ta không hiểu về luật gì, kể cả luật trong nước chúng ta cũng vướng mắc, huống chi là luật quốc tế. Do vậy là khi làm việc với quốc tế thì chúng ta cần phải bộ luật sư. Mà hiện nay cái nhân sự cũng như là trình độ luật sư thì rất nhiều luật sư không đáp ứng được về cái nhu cầu của luật quốc tế. Thứ hai là cũng không đủ nguồn nhân lực để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, vì chúng ta quá nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vẫn là chủ đề nóng cho các chuyên gia chia sẻ, để chuẩn bị cho TPP, hiệp định các vấn đề thương mại và phi thương của thế kỷ 21, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin và tham gia sâu hơn nữa vào sân chơi chung với những đối tác có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Canada và New Zealand. Bất kỳ chính sách nào hay là hiệp định thương mại nào thì nó đều có những cơ hội và thách thức, nó có thể đem lại những lợi ích rất là to lớn, nhưng mà bên cạnh đấy nó cũng không ít rủi ro. Vấn đề là quản trị cái rủi ro như thế nào để mà giảm thiểu những cái tác động tiêu cực mà làm tăng cái lợi ích. Còn nếu mà chúng ta chuẩn bị không tốt, chúng ta chủ quan, chúng ta nghĩ rằng là cái cơ hội nó tự nhiên nó đến trở thành hiện thực, thì điều ấy là không phải.
2015 được coi là năm bản lề của nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam kỳ vọng hoàn thành ký kết 3 siêu hiệp định thương mại tự do bao gồm TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU và ASEAN Cộng 6. Đây được coi là một cơ hội to lớn nhưng cũng đi đôi với những thách thức. Điều đó đòi hỏi sự chung tay và nỗ lực từ phía chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam. Thùy Linh, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Hà Nội. Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quốc tịch Việt Nam năm 2014 sẽ không còn tạo cho kiều bào áp lực về thời gian phải thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch. Luật cũng đã tạo điều kiện thông thoáng hơn để công dân Việt Nam ở nước ngoài được xác định có quốc tịch Việt Nam và được cấp hộ chiếu. Nhưng trên thực tế, số kiều bào giữ quốc tịch Việt Nam hiện nay vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, những người giữ quốc tịch Việt Nam chiếm tỷ lệ còn rất nhỏ so với hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Phần lớn kiều bào đang có quốc tịch Việt Nam là những người đã lớn tuổi, họ muốn hướng về sống ở quê hương mình. Tôi nghĩ là lòng của người Việt Nam nào, dù xuất thân chỗ nào, dù chính kiến chỗ nào, nhưng mà trong tim, trong đầu nó vẫn có cái nỗi đau đáu là muốn trở về lại đất nước mình. Có lẽ là những người lớn tuổi rất là mừng, là vì là cái nguyện vọng cuối cùng vẫn là được trở về chết trên mảnh đất quê hương của mình. Trên thực tế, số kiều bào ở độ tuổi lao động vẫn còn chưa thực sự quan tâm đến những quyền lợi của việc giữ quốc tịch Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng con số kiều bào giữ quốc tịch còn thấp có thể là do người Việt Nam ở nước ngoài chưa thấy được việc giữ quốc tịch mang lại lợi ích thiết thực. Ngoài ra, một số người Việt Nam định cư ở nước ngoài không muốn giữ quốc tịch có thể vì lý do ngại ảnh hưởng tới quy chế cư trú của họ ở nước ngoài. Nhiều người thì người ta cũng còn giống như là lo sợ là lấy quốc tịch Việt Nam có cái chuyện gì thì cái quốc tịch của họ, cái nước sở tại thì bị ảnh hưởng, nên là còn nhiều người đang đắn đo, người chưa có muốn. Trong khi với những kiều bào thường xuyên đi về thì việc giữ quốc tịch Việt Nam đã giúp họ thấy rõ được những lợi ích khi mang hai quốc tịch. Tôi thì tôi hay về Việt Nam cũng một năm đôi hai ba lần, thì đâm ra mình rất ham hiểu về cái xã hội và chế độ ở Việt Nam, nên mình giữ được cái quốc tịch Việt Nam cũng có những cái quyền lợi rất là hay đối với cá nhân tôi. Với luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quốc tịch Việt Nam 2014, nhà nước đã tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi hơn để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước cũng như bảo hộ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Cái tinh thần của cái việc bổ sung sửa đổi khoản 2 điều 13 của luật quốc tịch năm 2008 thì tôi cho rằng là bà con cô bác sẽ rất phấn khởi. Họ muốn giữ quốc tịch thì họ sẽ có nhiều quyền lợi rất thiết thực khác đối với họ, như đầu tư về trong nước hoặc là hồi hương. Hiện Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quốc tịch Việt Nam. Hy vọng bà con sẽ hiểu rõ hơn về luật mới để đảm bảo quyền lợi của mình khi giữ quốc tịch Việt Nam. Những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Dokeo bách khoa thư thế hệ mới, một hình mẫu cho biên soạn sách khoa học thiếu nhi ở Việt Nam. Kinh doanh từ đồ tái chế, các bạn trẻ góp phần phổ biến hạn chế rác thải và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong xã hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, sau hơn một tuần diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ngày 17 tháng 8, chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 10 đã chính thức khép lại. Cùng với những buổi hội thảo chuyên ngành, những buổi nói chuyện của các nhà khoa học hàng đầu đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, một kết luận quan trọng đã được thông qua, đó là hướng phát triển cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục Quốc tế ICISE. Một không gian học thuật sôi nổi với những buổi trao đổi chuyên ngành, nhưng lại rất thảnh thơi dành riêng cho các nhà khoa học. Rất nhiều trong số họ là những tên tuổi nổi tiếng. Có nhà bác học đã từng giành giải Nobel, nhưng cũng không ít người còn là nghiên cứu viên trẻ. Vì theo cách nói của giáo sư Lê Kim Ngọc, khoa học cũng phải được nuôi dưỡng như trồng cây mạ vậy. Trung tâm khoa học này là một minh chứng về sự cố gắng và quyết tâm của Việt Nam để hỗ trợ phát triển giáo dục ở mức cao nhất, đồng thời cũng thể hiện cố gắng của Việt Nam trong việc khuyến khích và phát triển kiến thức khoa học. Những hiểu biết khoa học về thế giới của chúng ta là thành quả của nghiên cứu cơ bản
và nếu không có sáng tạo sẽ không có tiến bộ về kỹ thuật mà chỉ dẫn đến việc sao chép và tụt hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã triệu tập một cuộc họp rất lớn, một trong một điều mà cái này đồng ý hoàn toàn là cần trước hết cần phải làm sao để đưa cái khoa học đến với các em trẻ, đến với đại chúng. Quyết định là sẽ có một ban lập một cái dự án về cái vùng Gành Ráng để làm cho cái vùng Gành Ráng là một khu khoa học và giáo dục. Sau một năm đi vào hoạt động, trung tâm khoa học này đã trở thành điểm hẹn thu hút hàng nghìn nhà khoa học trong nước và quốc tế đến trao đổi. Đến gặp gỡ Việt Nam lần thứ 10, ý tưởng dựa trên nền tảng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành được phát triển và cụ thể hóa thành đề án khu đô thị khoa học và giáo dục quy hoạch. Tỉnh sẽ dành cái quỹ đất khoảng 100 hectare ở cái khu vực này để mà chuẩn bị cho cái việc mở rộng cái trung tâm khoa học tại đây. Bộ Khoa học Công nghệ chúng tôi luôn luôn phối hợp với giáo sư để tạo mọi điều kiện có thể tổ chức được những cái hội thảo này tốt nhất, kể cả cái điều kiện về vật chất như kinh phí, bảo đảm cho cái sự tham gia của những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Ngôi nhà khoa học mà giáo sư Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc dành nhiều tâm huyết sẽ thêm rộng mở khi có sự ủng hộ tích cực từ phía các cơ quan chức năng. Ở tuổi 80, đi về giữa hai nước Việt Nam và Pháp, hai nhà khoa học Việt Nam được bạn bè quốc tế trân trọng, đang dành hết tất cả những gì mình có chỉ vì một niềm đau đáu. Khoa học Việt Nam cần được phát triển. Một nước có đến 90 triệu dân như Việt Nam thì không nên không được phát triển về vật lý thiên văn. Được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền của nhà xuất bản Nathan, một nhà xuất bản uy tín của Pháp, Dokeo, bách khoa thư thế hệ mới dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên, đã cung cấp một khối lượng kiến thức bằng 3 đến 4 năm học trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay, thậm chí là còn hơn thế nữa. Hơn 70 nhà khoa học hàng đầu và các họa sĩ Pháp đã mất khoảng 2 năm để biên soạn cuốn sách này. Và có thể nói, Dokeo đã trở thành một hình mẫu cho việc biên soạn sách khoa học cho thiếu nhi ở Việt Nam. Minh họa đẹp, sinh động và bắt mắt, cuốn sách Dokeo bách khoa thư thế hệ mới đang hấp dẫn các bạn thiếu nhi đam mê tìm hiểu những kiến thức về thế giới xung quanh. Được chia thành 7 phần chính: động vật và thực vật, khoa học về trái đất, cơ thể người, khoa học kỹ thuật, lịch sử, thế giới ngày nay, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Dokeo bách khoa thư thế hệ mới đang là một trong những cuốn sách bán chạy trong lĩnh vực sách khoa học cho thiếu nhi. Cái cuốn sách này thì nó rất là khác với các cái cuốn sách mà con đã từng đọc. Thì có những cái phần thu hút con là những cái tranh ảnh đẹp và những cái câu lý giải cho em biết được rất nhiều điều như là cơ thể con người, trái đất dung chuyển, rồi là những động vật hoang dã. Mặc dù dành cho trẻ em, tuy nhiên cuốn sách chứa đựng rất nhiều thông tin mới và bổ ích mà không phải người lớn nào cũng biết. Nó cũng giới thiệu khái quát về các ngành khoa học mới như công nghệ nano, năng lượng hạt nhân, các yếu tố văn hóa, tôn giáo biến đổi suốt chiều dài lịch sử. Bên cạnh đó, nhiều thông tin thiết thực có thể ứng dụng ngay vào đời sống sau khi đọc xong cuốn sách này như ý thức tiết kiệm năng lượng và nguồn nước. Các em nhỏ không phải chỉ thỏa mãn cái nhu cầu hiểu biết mà em mới nâng cao cái giác ngộ. Tất cả những cái đó thông qua những kiến thức này mà nâng cao cái trí tuệ của các em lên, nâng cao cái đạo đức của các em lên. Sau sự ra mắt của cuốn Dokeo bách khoa thư thế hệ mới, một cuộc gặp gỡ của các dịch giả, nhà khoa học, nhà xuất bản sách đã được tổ chức để bàn về cách khắc phục khó khăn trong việc biên soạn sách khoa học ở Việt Nam. Theo đó, những khó khăn chủ yếu là kho dữ liệu, đội ngũ tác giả, các nhà khoa học và bản quyền. Giống như là đang canh tác trên một mảnh đất trống, việc khắc phục khó khăn trong biên soạn sách khoa học cho thiếu nhi ở Việt Nam cần có thời gian và cần chú trọng vào nuôi dưỡng thế hệ trẻ. Đây là một cuốn sách mà tôi nghĩ rất là đáng học. Chúng tôi hy vọng rằng là có một cái sự thức tỉnh nào đó trong cái giới các nhà khoa học để họ nhận thức được rằng cái việc phổ biến khoa học cho các em thiếu nhi và cho công chúng nói chung thì rất là quan trọng, để từ đó chúng ta nuôi dần những cái thế hệ sau trong việc làm sách khoa học. Với mức giá 330.000 đồng và với độ dày hơn 400 trang, việc cuốn sách Dokeo bách khoa thư thế hệ mới này bán chạy đã đặt ra một vấn đề cho những nhà biên soạn sách và xuất bản sách ở Việt Nam. Đó là làm sao để một cuốn bách khoa thư với nhiều kiến thức thuộc nhiều nội dung lĩnh vực như thế này có thể thu hút được các độc giả, đặc biệt là các em nhỏ.
Câu trả lời nằm ở việc là thông tin không chỉ chính xác mà việc trình bày cũng phải hấp dẫn, đa dạng và phong phú. Bởi Bách Khoa Thư không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là hình thành một cách tự nhiên những phẩm chất tốt đẹp như yêu tự nhiên, yêu đất nước cho các em nhỏ. Sống xanh, go green là cách sống giảm việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của trái đất và gây ra ít tác động nhất với môi trường từ thói quen sinh hoạt của bản thân mình. Một trong những hoạt động của phong trào sống xanh chính là tái chế những vật liệu bỏ đi thành những đồ dùng mới phục vụ cho cuộc sống. Không chỉ vậy, phong trào này còn tạo nên một hình thức kinh doanh khá hiệu quả từ đồ tái chế. Trào lưu sống xanh, go green, phong trào sử dụng đồ tái chế thân thiện với môi trường đã được giới trẻ Việt Nam duy trì trong suốt 2 năm qua. Từ những đồ bỏ đi như vỏ chai, túi ni lông, các bạn trẻ không chỉ biến chúng thành những đồ vật mới có ích cho cuộc sống, mà còn biến chúng thành một hình thức kinh doanh mới. Và quán cà phê có tên Ve Chai này là một ví dụ trong việc kinh doanh từ đồ tái chế. Chủ quán đã thu thập những chai lọ bỏ đi, mang về cắt, gọt và trang trí, biến chúng thành những vật dụng với những chức năng mới hết sức hữu ích. Đầu tiên chỉ là cái sở thích của hai vợ chồng thôi, cắt và vẽ để trang trí nhà cửa của mình thôi. Sau đó dần dần anh em bạn bè người ta thích thì người ta nhờ làm đặt hàng, thì lúc đấy là mới nảy sinh cái công việc và nó dần dần nó mới nhiều khách hàng, nhiều đơn hơn, thì lúc đó là mình mới ra cái ý tưởng kinh doanh. Với sức sáng tạo của mình, chủ quán đã giảm tối đa chi phí trong việc thiết kế, trang trí cho quán bằng những đồ trang trí lạ mắt như ly uống nước, da nến hay đèn chùm được làm từ chai lọ bỏ đi. Cái vỏ chai thường thường là đựng một số cái thứ ăn uống xong rồi, thì hóa ra nó lại còn một cái tác dụng nữa, mình cảm thấy rằng là có thể là để trang trí được. Thì thực sự là một cái gì tôi rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất hay. Hello, xin chào các bạn, đây là góc đồ riêng của mình. Không chỉ ở Hà Nội, hình thức kinh doanh từ đồ tái chế cũng được các bạn trẻ ở Tây Ninh áp dụng. Các bạn đã thành lập một cửa hàng có tên là 3T, nghĩa là tiết giảm, tái sử dụng và tái chế, với những sản phẩm chủ yếu làm từ bao ni lông như túi sách, dây buộc tóc hay huy hiệu, móc treo chìa khóa làm từ nắp chai. Ngoài mục đích kinh doanh từ đồ tái chế như thế này, các bạn trẻ đã góp phần không nhỏ trong việc phổ biến trào lưu dùng đồ tái chế, hạn chế rác thải và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong xã hội. Nằm trong khuôn khổ chương trình giới thiệu các phim ngắn của Liên hoan phim quốc tế Berlin do Việt Gớt tổ chức ở 9 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tối 16 tháng 8, 10 bộ phim từ 8 nước được lựa chọn đã được giới thiệu miễn phí tới khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tâm của chương trình chiếu phim là bộ phim của Đức, Ba viên đá cho Jean Genet, một bộ phim đã được nhận giải thưởng cao quý và được trình chiếu ở rất nhiều liên hoan phim khác nhau. Nội dung bộ phim xoay quanh niềm khát khao và lời thề ước của một tình bạn trong một câu chuyện bí ẩn. Tất cả các bộ phim được giới thiệu đợt này đều đề cập tới những đề tài rất cập nhật, từ thực tiễn tới siêu thực, từ ma thuật tới bạo lực. Những bộ phim này kể về một thế giới thay đổi mạnh mẽ và đang ngày càng đe dọa tới thiên nhiên, khiến cho tự nhiên phải thích nghi với nó. Liên hoan phim quốc tế Berlin sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015. Đây là liên hoan phim lớn nhất nước Đức và cũng là liên hoan phim cộng đồng lớn nhất thế giới. Năm nay là năm thứ 2 các tác phẩm dự liên hoan phim này được giới thiệu tại Việt Nam. Ngay sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua. Sáng 12 tháng 8, Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam đã được khai mạc tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Mục đích chính của hội nghị là nhìn lại 30 năm thực hiện chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam và ASEAN. Sáng 13 tháng 8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị đối tác năm 2014 với chủ đề Hợp tác và Phát triển, nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong hoạt động nhân đạo. Tại hội nghị, Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế và 9 hội quốc gia đã hỗ trợ và cam kết hỗ trợ cho Việt Nam 25 chương trình, dự án nhân đạo trong thời gian tới. Sáng 14 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu cấp cao quân đội Hoa Kỳ do Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.
Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao quân đội Hoa Kỳ đã có những hoạt động chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm thành phố Đà Nẵng, một số đơn vị quân đội và dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin. Ngày 14 tháng 8 tại nhà thờ La Vang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ hành hương La Vang lần thứ 30 năm 2014. Đây là một trong những hoạt động tôn giáo thường niên của đồng bào Công giáo trong cả nước. Hơn 70.000 giáo dân đến từ các giáo phận trong cả nước và khách hành hương đã tham dự đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang với chủ đề Phúc âm hóa gia đình, gồm các nội dung như thánh lễ vọng đức kính mẹ hồn xác lên trời, rước kiệu Đức Mẹ La Vang và các sinh hoạt cầu nguyện, diễn nguyện. Sáng 15 tháng 8, tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức Diễn đàn Kinh tế Miền Trung, giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới. Diễn đàn đã nhấn mạnh một số các vấn đề cơ bản như làm rõ trách nhiệm của từng vùng, từng địa phương, quy hoạch từng địa phương phải gắn với từng vùng có tính liên kết, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có sự tham gia đồng bộ của chính quyền, các cấp cũng như những giải pháp cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể truy cập website vtv4.vn hoặc kênh YouTube để theo dõi lại chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.